Đây các bạn, đây là cá đỏ mắt ở Phước Tỉnh, người ta gọi là đây là cá đỏ mắt. Đó. Cá này người ta đánh bắt ngoài khơi. Đây, cá này còn tươi này, mắt nó hơi đen, cũng hơi trắng tại vì mấy bữa để tủ lạnh rồi. Còn đoạn cửa cá. Nãy giờ đông đá mình để cho nó rã đá. Đi mua ớt hả? Mua ớt cho anh đi về làm mắm chấm. Còn trứng. Đây là con cá đỏ mặt. Con này cũng 1 gram. Size 1 gram. Cá này tùy theo mùa thì theo giá, có khi 30.000 ký, có khi lại 50-60 ký. Cá đỏ mà lưới lên nữa là 60-70 ký. Đây. Rồi cá này mình chỉ rửa lại thôi, không cần để ruột đi hết á, bỏ lên nướng ăn hết. Cá này ăn từ xương tới da luôn, da ăn nướng lên rất là giòn, kể cả xương ăn xong bạn để xương lại nướng ăn ngon lắm. Rồi bỏ mèo lên nướng trước đi, chạy theo. Rồi đi qua bàn nướng, mình sẽ bắt đầu bỏ cá vô nước. Em hai em ba em đặt trên này lên coi thấy nó cũng giòn giòn đó. Dùng tay không nướng cá. Đây chúng ta còn 2, 4, 6, 8, 9 con cá. Đây. Nó là thơm nữa. Làm điểm chấm 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 của trí tóc dài. Đây, tóc quá dài luôn. Chung làm đồ chấm Phước Lâm. Chung làm đồ chấm Phước Lâm. Ăn vô sẽ liền. Chuyên viên ăn khé là chuyên viên làm đồ chấm. Các bạn nào ghé mua đồ chấm để ăn cá nướng thì hãy ghé đến quán cà phê Street Coffee gặp trí tóc dài. Đây. Công thức gồm 3 trái ớt, 2 thìa muối, muối ít vậy thôi, muối thâu mặn, cái này phải dẻ thật mặn nha quý vị. Nên chúng ta phải dẻ 3-7-4-9 lần là ớt nó chảy nước thì thôi. Ớt thì ăn đất được đây, bỏ vô nhà đi. Dẻ ớt nó ra nước mới ngon nha quý vị. Càng nhiều nước càng ngon.
thêm ít đường vào. Đường này sẽ nhiều. Thịt ra ăn cơm đi học đi. Cắt làm đôi bắt cho phạt một cắt nhỏ xíu. Lật kẻ lên cho anh Nghi ơi. Lật kẻ lên kẻ đi. Quá tuyệt vời. Wonderful. Quá quậy cho lên bị gian ở đây rồi. Hai đứa đang tìm cách cứu mẹ. Cứu mẹ đi. Không phải giúp cứu mẹ đi. Hãy giúp kêu ra. Kêu con cứu mẹ ra. À, con này, này có trứng rồi mọi người ơi. Đó. Ủa, ngon quá. Yeah, mới nuôi đi ra. Đó, con này có trứng rồi, ăn trứng không? Không. Con này hấp lắm. Gió nó lắm. Trứng thì chín rồi ta. Rồi á. À, chín rồi chứ, đúng không? Đông đá nướng hơi lâu đấy, ừ. Chắc chưa chắc chín bỏ cái nồi này. Chắc chúng ta phải để cho nó chín xíu nữa.